Em kiểm chứng cho anh em 100% là xe chín anh em nhá, tôi đọc biết anh em 100% là xe chín anh em nhá. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đi bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị S68 này. Với cái máy nhận diện quân vị S68 này, anh em cho tôi một điều cực kỳ quan trọng nhá. Anh em đi chơi không cần mang mát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp với người ta. Ngày xưa anh em muốn bịp người ta, tất nhiên anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân. Nhưng bây giờ thầy đuổi 4.0 rồi, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một cái máy duy nhất, đó là cái máy nhận diện quân vị S68 này đi thôi, là anh em vào sòng và sới, là anh em làm chủ chơi, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp người ta anh em nhá. Anh em như thế này, cái máy nhận diện quân vị này bởi tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Ví dụ anh em biết địa phương anh em chơi quân gì, thằng nào ngoài villa, quân bài, quân tú, quân đóm đều hết. Anh em biết chỗ chơi anh em chơi quân gì, anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi. Ví dụ chơi quân tú, tôi sẽ mua một cỡ bài giống ở trong sới chơi và tôi sẽ nhận diện ở nhà đi. Hoặc thằng long cũng như thế anh em nhá, quân và bát đĩa hoàn toàn là xe chín, anh em cứ nhận diện trước ở nhà đi và anh em đúc cho tôi cái máy này vào người là anh em làm chủ chơi. Anh em lưu nhá, cái máy này dùng hoàn toàn bằng sạc điện. Sạc điện thì anh em biết rồi, chơi nhất 15-16 ngày nó mới hết được pin, anh em mới sạc 3-4 tiếng, anh em chơi thoải mái, chơi lửa tháng cũng không nói hết pin anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn cách sử dụng và test thử với anh em bát đĩa và quân cán hoàn là xe chín rồi. Bây giờ test thử bát đĩa này, tôi test thử như này, nhưng cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xe chín, tôi kiểm chứng luôn cho anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em và hướng dẫn. Ví dụ địa phương tôi chơi tú đi anh em nhá, tôi sẽ lấy ngẫu nhiên một quân bài, quân này là quân của sới, tôi biết là sới nó chơi quân bài rồi, tôi sẽ mua một cỡ bài ở ngoài hàng tạp hóa về để tôi cho máy nhận diện. Bởi vì nhà mình đã lập trình được tất cả các màu quân, nó chỉ cần nhận diện được màu quân là vào sòng và sới là nó chiến thắng, cứ khoảng cách 3 mét hết về nó sẽ nhận diện được anh em nha. Anh em đi chơi ở nhà anh em bật sắt đi, bật lên nó sẽ tín hiệu và tôi sẽ nhận diện được màu quân nhá. Ví dụ thằng nào hay villa cũng như thế, anh em nhận diện trước ở nhà đi và anh em vào sòng và sới là anh em làm chủ chơi, quân cán và bát đĩa hoàn toàn là danh chính rồi anh em nhá. Anh em mua hàng, anh em cầm quân cán bát đĩa đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá, kiểm chứng luôn cho tôi 100% là danh chính anh em nhá. Lá bài này nó đã hết tác dụng rồi bởi vì nó đã nhận diện ở nhà anh em nhá. Bây giờ tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào, còn đâu tí nó đúc mọi người chỉ mình tôi biết thôi anh em nhá. Tứ tử nó không thu được màu nào, tất nhiên mẹ nó không dùng, nó ba đen hay ba trắng, nó thiếu một màu nó sẽ dùng một cái và nó sẽ nháy đèn một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai màu nó sẽ dùng hai cái, ba đen hay ba trắng đều như thế, thiếu một màu nó sẽ dùng một cái. Tứ tử không có màu nào nó sẽ không dùng anh em nhá, bởi vì nó không thu được màu nào anh em nhá. Bây giờ kiểm chứng tôi sóc thử luôn anh em nhá, tứ trắng sóc này, nháy hai đèn và dùng hai cái, tất nhiên trong bát trong đĩa số 2 rồi, đánh cả 1 tỷ và số 2 mở đây không bàn được chuyện sai, chồng quân hay chồng vị máy đều nhận dạng diện được hết anh em nhá. Tiếp này, nháy một cái và dùng một cái, trong bát trong đĩa tất nhiên lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ mở này, ai đắt tiếng lẻ chỉ có ra đây mà thôi, mở này không bỏ sai, ba đèn anh em này. Qua 2-3 tiếng bạc tôi để ra cái bát dùng để cho anh em cảm nhận thôi, bởi tôi sẽ đúc vào người dùng chỉ mình biết được, người cạnh không thể biết được anh em nhá. Anh em đứng ở trên có thể chơi được, cứ khoảng cách 3 mét nó nhận diện hết các màu con vịt anh em nhá. Máy báo dung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh 1 tỷ và lẻ này, bán lẻ ai đấy tính lẻ chữ ra đi mà thôi, mở này không mà sai, ba trắng anh em này. Tiếp này, anh em nhìn nha, quân nặng được, bát đĩa nặng được anh em nha, bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi, máy không dung, nó không thu được màu nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi, đánh 200 triệu vào Senko thôi, đánh sập luôn cả bảng vị anh em nha, mở này không mà sai, tứ tử đen này anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá, tôi khẳng định luôn cái hàng này hàng nhập, vừa nhập từ Macau về anh em nhá, chỉ nhà tôi có rồi anh em nhá. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này
không bạ sai, ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp cho mình chia số điện thoại trên màn hình anh em nhá. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc nữa này. Máy báo rung một rồi, trong bát trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả 1 tỷ vào lẻ này, mở này. Ba đèn này anh em này, anh em biết cái hiệu quả của cái máy nhận diện quân vị này như nào chưa anh em nhá. Anh em đi chơi đó, chỉ cần mang cho tôi cái máy nhận diện này thôi là anh em làm chủ chơi, bát đĩa và quân cán hoàn là danh chí rồi. Bây giờ tôi sẽ để tay bát để tôi nhận lập tiếp để cho thiếu mặt vị, để cho anh em rung và anh em cảm nhận thế nào. Sâm hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ rung hai cái này anh em này. Anh em biết hiệu quả như nào chưa? Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không rung anh em nhá. Anh em nào có nhu cầu mua hàng ạ, alo trực tiếp cho mình trên số lạ trên màn hình anh em nhá. Nhà mình có hai cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em cầm bát đĩa cuôn cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Bởi tôi sẽ tắt máy đi và tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em để cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Xong anh em lại bảo tôi dàn dựng video anh em nhá. Bởi tôi sẽ đập bát cho anh em và đập đĩa cho anh em kiểm chứng cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Tôi đập đĩa cho anh em 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh xem clip thử hạn trực tiếp anh em nhá. Anh em này 100% là sai chín anh em nhá. Anh em này 100% là sai chín anh em nhá. Cảm ơn anh em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho bồn đánh sau đêm bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Anh em nhá, với cái thu âm quân vị V68 này, anh em đi chơi muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em có thể bịp được người ta anh em nhá. Anh em lưu ý này, bởi vì cái máy thu âm quân vị này nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ của bộ quân anh em nhá. Bộ quân nào cũng được, Thăng Long hay Villa, quân đóm, quân bài đều hết. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhẹ bộ quân anh em nhá. Còn những cái tiếng người nói trong sới bạc nhá, anh em lưu ý này, nó không thể được nhận được nha anh em nhá. Anh em lưu ý này, cứ cần cái sóc lên những cái bộ vị nó sẽ nhảy anh em nhá. Về lẻ nó sẽ tự khắc rung một cái, mà về chẵn nó rung hai cái. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy trong bát trong đĩa anh em nhá. Anh em lưu ý này, cứ khoảng cách ngồi từ 2 mét hất về là nó thu âm được hết anh em nhá. Anh em lưu ý này, ai làm cái ai sóc cái đều được hết anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng của nó như thế nào và hiệu quả nó ra sao anh em nhá. Anh em lưu này, đây là bộ bát đĩa xanh chín để tôi thử luôn cho anh em nhá. Anh em nhá, bây tôi kiểm tra luôn bát đĩa này, tôi xoay như này, như cuối cái video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa cho anh em nhá, để kiểm chứng cho anh em bát đĩa và quân cán hoàn toàn là xanh chín anh em nhá. Cái máy thu âm quân vị này sạc hoàn toàn bằng điện anh em nhá, sạc 2-3 tiếng anh em có thể chơi được 7-8 tiếng đồng hồ anh em nhá, rất phù hợp cho anh chơi đồi núi anh em ạ. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Bắt đầu anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên để nó lập trình lại những cái tiếng nhảy của quân anh em nhá. Anh em lưu này, cái sóc xong cứ nhảy quân nào nó sẽ báo anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn này và nháy nhó như thế nào và rung nó như thế nào. Còn nó tí nữa tôi đúc vào người ạ, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Vì về mặt vị nào sẽ rung mặt vị đấy này. Đây, đèn nhé một cái và zoom một cái, tất nhiên nó là lẻ rồi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sắp thử nó cho anh em vài ba tiếng bạc này. Cứ cái sóc sau, cái này sau này, nghe bộ quân nhảy nó sẽ thu được hết những tiếng nhá. Còn tiếng người nó không bao giờ thu được anh em ạ. Nhé một cái, tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 500 triệu vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Tiếp này, anh em để ngang hay để dọc được hết, nó sẽ thu được hết tiếng quân anh em nhá. Nháy hai cái và rung hai cái, tất nhiên là chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào mặt chắn cho tôi, mở này, không bỏ xài, tứ trắng anh em này. Tiếp này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhá. Anh em nhanh tay alo, số điện thoại trên màn hình để tư vấn cụ thể hơn anh em nhá. Vẫn nháy hai đèn, tất nhiên trong bát trong đĩa tất nhiên chắn rồi. Đánh 1 tỷ vào chắn, bán chắn này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đều mà thôi. Mở, không bỏ xài, sốc đôi đấy anh em này. Qua vài tiếng bạc ạ. Tôi để ra cái bát này để cho anh em nhìn cái độ nháy của nó và cái rung nó như thế nào. Bây giờ tôi sẽ đúc vào người, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được anh em nhá. Tôi đúc luôn vào người, tôi đánh thử luôn cho anh em này. Sắp hai sắp tiếp này, anh em để ngang hay để dọc đều được hết anh em nhá. Máy báo rung một rồi, rung chỉ mình biết thôi, người ngồi cạnh không thể biết được. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bỏ xài, ba đen này anh em này. Tiếp này,
bao dung 2 rồi, trong ba trọng nghĩa tất nhiên sấp 2 rồi. Đánh cả 1 tỷ vào sấp 2 rồi, chắc này anh em này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này. Máy báo rung 1 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, những cái bộ quân nó nhẹ xuống, nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào lẻ này, mở này, không bao giờ sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh em 1 tiếng bạc nữa này. Máy báo rung 2 rồi, cứ gần cái sắp xong ạ, đặt xuống ạ, những cái bộ quân nó nhẹ, nó sẽ thu âm được nha anh em nha. Đánh 1 tỷ vào chắc này, mở này, ai đắt tiếng này chỉ có ra đêm mở thôi, mở. Anh em thấy độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị như nào rồi anh em ạ? Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng một dụng cụ, đó là cái máy thu âm quân vị này đi, bát đĩa quân cán hoàn toàn là xe chín, là anh em bịp được người ta anh em nha. Bây giờ tôi sẽ để ra bát này để tôi hất tiếp để cho anh em cảm nhận cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, nháy một cái và rung một cái tất nhiên là lẻ rồi, cứ về mặt vị nào nó hất lên nó đã được lập trình rồi, tất nhiên nó sẽ báo chuẩn anh em nha. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có 2 cơ sở, bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Gia Bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp. Bây giờ tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Tôi khẳng định luôn, đồ độc quyền chỉ nhà tôi có anh em nha. Đây tôi khẳng định luôn 100% là xanh chín anh em nha. Anh em mua hàng cầm quân cán và bát đĩa đến hàng thử hàng trực tiếp anh em nha. Anh em này 100% là xanh chín anh em nha. Anh em này 100% là xanh chín anh em nha. Cảm ơn em xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất này dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy thu âm quân vị V68. Với cái máy thu âm quân vị V68 này, anh em đi vào một cái sòng cái sới muốn bịp người ta, không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em vẫn có thể làm chủ cuộc chơi anh em nha. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy thu âm quân vị V68 này thôi. Bởi vì nhà mình đã lập trình được những cái tiếng nhảy của các bộ quân anh em nha. Thăng Long hay Villa, quân bài, quân chắn, quân ngựa, quân đóm đều hết anh em nha. Nhà mình đã lập trình được bởi vì những cái tiếng cái sắp lên trong quân, trong bát, trong đĩa tất nhiên là có những cái tiếng động nha anh em nha. Những cái tiếng động của quân lảo xào anh em nha, nó sẽ thu âm được tất cả anh em nha. Anh em như thế này, ở trong cái sới bạc kiểu gì có những cái tiếng động hoặc là tiếng người nói anh em nha. Nhưng những cái máy này không bao giờ bắt được anh em nha, nó chỉ bắt được những cái tiếng quân nhảy thôi nha. Bởi vì nhà mình đã lập trình lên tất cả các bộ quân anh em nha. Anh em như thế, cứ khoảng cách từ 2.5m đến 3m, ai làm gái, ai sóc gái được, anh em đúc ở đâu được, nó sẽ thu âm được tất cả những cái bộ quân anh em nha. Anh em như thế, cái máy này nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản, cứ gần cái sóc lên những cái bộ quân trong ba trong đĩa nó sẽ có ra những tiếng động anh em nha, nó sẽ thu âm lẻ, tức là rung một cái mà chẵn nó sẽ rung 2 cái, rung là rung trực tiếp lên nó rồi, không phải qua bất cứ một bộ phận nào cả anh em nha. Sau tôi không lấy nhiều nữa, tôi sẽ test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc. Anh em lưu này, đây là bộ bát xe chín đấy, tôi thử luôn cho anh em nha. Anh em nha, bây tôi sẽ kiểm chứng luôn anh em nha, bát đĩa hoàn toàn là xe chín anh em lưu nhá. Anh em ạ, xem hết cái cuối video này, tôi vẫn đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100% là xanh chín anh em nha. Cái đồ này mới ra, anh em nhanh cái alo trực tiếp cho mình, số điện thoại trên màn hình anh em nha. Với cái dụng cụ này, anh em đi chơi không cần mang bát đĩa quân cán đi, anh em cũng có thể bịp được người ta anh em nha. Anh em mua hàng cầm bát đĩa quân cán lên thử hàng trực tiếp anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng nó như nào. Đầu tiên anh em đi chơi, anh em sẽ khởi động nguồn lên, khởi lên để những cái đèn này nó sẽ sáng lên để nó bắt sóng tất cả những cái bộ quần anh em nha, nghe tất cả những tiếng âm của bộ quần anh em nha. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như thế nào, có nó tím đúc con người chỉ mình biết anh em nha. Bây giờ tôi hất luôn bộ quần này anh em, anh em nhìn thấy chưa, hai đèn tất nhiên là rung hai, tất nhiên là chắc rồi anh em nha. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi vào thực tế tôi sắp thử luôn anh em nha. Anh em mà sóc này, những tiếng quân đang nhảy lên nó sẽ thu âm được tất cả nha anh em nha. Máy báo rung một rồi và đèn rung một rồi, trong ba trong đĩa tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 50 triệu vào mặt lẻ này, mở này, không bàn sai ba đèn anh em này, đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nha. Tiếp này, tôi khẳng định luôn cái đồ này vừa từ Macau về chỉ là tôi có độc quyền anh em nha. Anh em nhìn thấy chưa, hai nháy và hai rung tất nhiên là chắc rồi, đánh cả 1 tỷ và chắc này, mở này, không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Tiếp này,
luôn gái sắp lên những cái tiếng quân nhảy nó sẽ thua được tất cả nha anh em nha. Đen nhé một cái và dùng một cái trong mắt trong nhất tất nhiên là lẻ rồi, đánh mất tỷ và lẻ này, mở này không mà sai ba trắng này, chồng quân hay chồng vị máy thu âm đều đưa ra kết quả anh em nha. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi để trong mắt để cho anh em nhìn cái độ rung và cái đèn nó như nào. Bây giờ sẽ đút luôn vào người, rung chỉ mình biết thôi, người cạnh không thể biết được anh em nha. Tôi đút luôn vào người này, tôi đánh thử cho anh em nha. Ba trắng sóc tiếp này, nó sẽ thua được tất cả nhé, từ 2m rưỡi hết về cho anh em nha. Máy báo rung ai rồi, trong mắt trong nhiên tất nhiên chắc rồi, đánh thẳng một tỷ và chắc này, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Máy làm gì có chuyện sai anh em, cái đồ này mới ra anh em nghe tên alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn anh em nha. Máy báo rung ai rồi, trong mắt trong nhiên tất nhiên là chắc rồi, đánh 50 triệu mà chắc này, bán chắc này, ai đắt cái này cũng ra đây mà thôi, mở này không bao giờ có chuyện sai anh em nha. Kỷ niệm cho anh em một tiếng bạc này, mày báo dung một rồi, trong mắt trong nhiên tất nhiên là lẻ rồi, đánh cả một tỷ lẻ này, mở này ba đen này anh em này. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy thu âm quân vị V68 này như nào rồi anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này thôi, bây tôi sẽ để ra cái mát và tôi sẽ lắc lên để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ rung của nó như nào anh em nhá. Anh em nhìn thấy chưa, hai rung và hai đèn tất nhiên là chắc rồi anh em nhá. Qua vài tiếng bạc anh em biết cái hiệu quả của máy thu âm quân vị như nào rồi. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Nhà mình có hai cơ sở bến xe Mỹ Đình hoặc bến xe Giáp Bát. Anh em lưu ý nhá. Anh em đi chơi không cần mang mắt đi quân cán đi, anh em chỉ cần cầm cho tôi đúng cái máy thu âm quân vị V68 này thôi anh em nhá. Bây giờ cuối video rồi, tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em, kiểm chứng cho anh em 100% là sai chính anh em nhá. Anh em lưu ý này, bát đĩa quân cán hoàn toàn là sai chính, tôi khẳng định luôn. Cái đồ này đồ độc quyền chỉ là tôi có anh em nha. Bây tôi sẽ đập mát và đập đĩa luôn cho anh em. Anh em nhìn này, 100% là sai chính anh em nha. Bây tôi đập mát luôn anh em. Anh em nhìn nha, 100% là sai chính anh em nha. Cảm ơn anh xem clip. Chào anh em, hôm nay mình lại ra video mới để giới thiệu cho em cái đồ mới nhất hiện nay dành cho môn đánh sau đây. Hôm nay giới thiệu cho em một sản phẩm, đó là máy nhận diện quân vị dành cho môn đánh sóc đĩa bịp. Anh em biết rồi, ngày xưa anh em muốn bịp người ta, anh em bắt buộc phải luồn những cái bộ quân vào hoặc là cái đĩa hình, cái bát hình vào. Bây giờ người quân cũng khó rồi, mà thời điểm 4.0 rồi. Anh em yêu nhá, bây giờ muốn bịp người ta không cần mang bát đĩa quân cán anh em nhá. Bát đĩa quân cán hoàn toàn là chủ sới anh em nhá. Anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi đúng duy nhất đó là cái máy nhận diện quân vị thôi. Và anh em biết cái sòng này, ví dụ chơi quân nạp được, thăng long hay villa, con ngựa, con tú đều hết. Nhưng anh em phải biết là địa phương anh em mình chơi quân gì anh em nhá. Ví dụ địa phương tôi chơi quân tú, anh em biết là cái sới đấy chơi quân tú, anh em chỉ cần nhận diện nó là quân tú thôi anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, tôi test thử với anh em này. Anh em đi nhá, mang đĩa quân cán hoàn toàn là sai chính anh em nhá. Anh em mua hàng mang mang đĩa quân cán đến cửa hàng trực tiếp anh em nhá. Bây tôi không nói nhiều nữa, tôi sẽ vào hướng dẫn và cách chơi nó như nào. Anh em đi chơi này, anh em khởi động nguồn lên, khởi động nguồn lên, nó sẽ lên đèn này anh em này. Anh em lưu nhá, lên đèn cái vòng tròn này để nó quét mặt vị của tất cả là quân anh em nhá. Anh em lưu này, quân thì nó sẽ có hai mặt anh em nhá, mặt nào được nhưng anh em chỉ quét một mặt thôi. Ví dụ chỗ tôi nó chơi con bài anh em nhá, tôi chọn luôn như đây là chỗ chơi này, tôi biết là con bài rồi. Tôi ở nhà tôi đi, tôi chỉ khởi động máy lên và đặt cái lá bài này lên quân để cho nó quét ghi nhớ màu quân vị anh em nhá. Để 5 đến 7 giây nó sẽ quét được cái màu của nhận diện quân vị anh em nhá. Anh em đi được cái máy này sạc hoàn toàn bằng điện. Anh em biết điện rồi, chơi 2-3 tiếng ít nhất là nó chơi được 15-16 tiếng anh em nhá. Cứ sạc 2-3 tiếng chơi 15-16 tiếng. Anh em đi về, ai làm cái, ai sắp cái đều hết. Cứ khoảng cách ngồi của nó là 2m nó sẽ nhận diện tất cả quân vị anh em nhá. Anh em như là quân kiểu gì nó hai mặt rồi, anh em đi nhớ, anh em chỉ ghi nhớ một mặt thôi nhá anh em nhá. Anh em đi về lẻ nó sẽ dùng một cái và chắc dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em nhá. Sau tôi không nói nhiều nữa, cái lá này coi như mất tác dụng rồi anh em nhá. Đây là cái lá xanh chín của sới này, bây giờ tôi cắt thử luôn, tôi test thử luôn anh em nhá. Anh em đi về bát đĩa của quân cán hoàn toàn là xanh chín rồi. Anh em mua hàng mang bát đĩa quân cán đến giả trực tiếp anh em nhá. Bây giờ tôi test thử cho anh em nhá. Tôi quay clip ạ, thì tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nhìn vào cái đèn và cái độ nháy nó như nào anh em nhá. Ví dụ nó là tứ tử anh em nhá, nó không có mặt nào,
nó không có màu, nó sẽ không, nó không dùng anh em nhá. Lẻ nó sẽ thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái anh em nhá. Sấp hai nó thiếu hai mặt, nó sẽ dùng hai cái. Và ba đen hay ba trắng đều thiếu một mặt, nó sẽ dùng một cái. Tứ tử nó không có màu nào, nó sẽ không dùng anh em nhá. Anh em như này quân nào được anh em nhá. Thăng Long hay Villa con Tú đều hết, biết là địa phương anh em chơi con gì thôi. Anh em đi ở nhà bật sẵn máy lên và ghi nhớ màu quân của chốt chơi anh em là anh em chiến thắng cụ thể luôn. Bây giờ tôi nói nhiều, tôi vào thực tế luôn. Tứ tử đen xong này, cứ khoảng cách từ 2 mét hết về là được anh em nhá. Dùng hai cái và nhé hai cái, tất nhiên sấp đôi rồi bởi vì nó thiếu hai màu anh em nhá. Đánh một tỷ và sấp đôi luôn, mở này không bẩn có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, dùng một cái và đèn nhé một cái, tất nhiên là lẻ rồi. Đánh 100 triệu và lẻ bởi vì thiếu một mặt, mở này không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả. Qua vài tiếng bạc tôi để ra map dùng để cho anh em nghe và cảm nhận, mà tôi sẽ đúc luôn vào người. Tôi đánh thử với anh em, dùng chỉ mình biết được, người cạnh có thể biết được anh em nhá. Anh em để ngang để dọc hết, cứ khoảng cách 2 mét anh em là chơi được anh em nhá. Dùng hai cái rồi, tất nhiên là sấp đôi rồi. Đánh tất tay sấp đôi, đánh cả người tôi sấp đôi luôn. Mở này, không mở sai. Chồng quân hay chồng vị, máy đều đưa ra kết quả anh em nhá. Máy nhận diện này tôi khẳng định luôn, chỉ nhà tôi có độc quyền rồi anh em ạ. Máy này vừa nhập về anh em nhanh tay alo trực tiếp trên số lại trên màn hình. Bạc cầu rồi, máy vẫn báo dung 2 rồi, tất nhiên sấp 2 rồi, đánh cả đàn nội sấp 2, mở này không bẩn chuyện sai anh em nhá. Máy thì làm gì có chuyện sai, người có thể sai nhưng máy không bao giờ có thể sai anh em. Tiếp này, bạc cầu rồi, máy vẫn báo dung 2 rồi, trong 3 trọng nghĩa tất nhiên sấp đôi rồi, mở này không bẩn chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Máy báo không dung, không dung nó không có mặt vì nào, tất nhiên nó là tứ tử rồi bởi vì nó không dung anh em nhá. Đánh 200 triệu là xem cô tứ tử, mở này không bẩn là chuyện sai anh em nhá. Kỷ niệm cho em một tiếng bạc này. Bạc cầu rồi, máy báo dung 2, đánh tất tay vào sấp 2 cho tôi, mở này không bẩn là chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, tôi đúc vào người. Bây giờ tôi sẽ để ra cái mắt anh em nhá, để tôi sóc thử nữa em vài ba tiếng bạc nữa để cho em nghe cái độ nhảy và cái độ nháy của Huy này. Máy báo dung 1 và đèn dung 1, tất nhiên là lẻ rồi, đánh 50 triệu và lẻ, mở đây không bản có chuyện sai anh em nhá. Tiếp này, vẫn nháy một cái và dung một cái, tất nhiên là lẻ rồi, đánh tất tay mà lẻ tôi, đánh cả người tôi và lẻ, mở đây không bản có chuyện sai anh em nhá. Qua vài tiếng bạc ạ, anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị như nào rồi anh em nhá. Bởi tôi tắt máy luôn này. Anh em nào có nhu cầu mua hàng xin liên hệ số điện thoại trên màn hình. Anh em lưu ý nhá, với cái máy nhận diện quân vị này nhận diện là tất cả quân. Anh em biết là địa phương anh em chơi quân gì là anh em chiến thắng tuyệt đối luôn. Anh em mua hàng, anh em mang bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá. Nhà mình có hai sở, bến xe mới đi hoặc bến xe ra bát. Anh em nào gần đâu đến nhà thử hàng trực tiếp đúng như video đấy, cảm ơn xem clip.